Với mong muốn tạo ra một sàn đấu chất lượng dành cho các Purple Dancer, giải đấu Mad Dab Funk 2017 đã ra đời, quy tụ hàng trăm dancer tranh tài quyết liệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Với thể loại freestyle, một đấu một trong vòng 45 giây, các dancer đã khẳng định được cái tôi cá nhân và truyền cảm hứng qua từng bước nhảy mãn nhãn. Giải đấu là nơi gắn kết các dancer đến gần nhau hơn và cùng đưa Hip Hop Việt Nam phát triển, vươn xa hơn trong tương lai.